Chào quý vị và các bạn, Minh Dưỡng sẽ tiếp tục chia sẻ video 2 tại khu vườn trưng bày cây cảnh nghệ thuật Bừng Xuân 2018 tại trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Một số những cái tác phẩm bày bán ở đây, tất cả rất nhiều nơi tụ tập ở đây. Đây là một gian hàng ở tận Đồng Nai đã chuyển ra đây. Anh em chia sẻ những tác phẩm mang về đây, Minh Dưỡng sẽ quay để cho mọi người biết ở đây có những tác phẩm nào nhé, chia sẻ. Có lẽ đầu tiên Minh Dưỡng sẽ quay một tác phẩm cây xanh. Về cây xanh là cái cây ở phía bắc này rất là ưa chuộng. Okay. Đây là một cây xanh có một cái bể đá cũng rất là xinh xắn, được tiếp tấu với hòn đá rất đẹp. Anh ơi, cái cây xanh này nhiều tiền không anh? Dạ. Vâng, bởi vì ở ngoài Bắc này bọn em nghĩ là những cái cây xanh này này người ta rất ưa chuộng. Alo. Đây bên này là cái thân rễ bò quện mấy cả hòn đá cũng rất là kỳ, rất là kỳ đấy. Bởi vì ngoài Bắc này bọn em chơi cây xanh nhiều. Cái cây này thì cây xanh Nam Điền đấy nhỉ? Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? Khoảng bao tiền anh? 150 triệu. 150 triệu à? Cây này rất già. Đây, cây này rất già, 150 triệu. Ai có nhu cầu ra đây thưởng lãm cây này nhé, xem tận mắt. Đây là một cây đấy đáng siêu, cũng rất đẹp, rất to. Có lẽ là cây này cũng một cái hoa giấy được như này, cái này vào phải nói là rất là cầu kỳ công phu để nuôi được một cây như này, cũng tuổi đời chắc cũng rất nhiều. Anh ơi, anh có thể tiết lộ giá cây này nhiều không anh? 120 triệu. 120 triệu cây hoa giấy này. Cũng phải nói rất đẹp đấy. Một cây hoa giấy có cái thế dáng và cái độ cũng rất to nhé. Ở đây đường kính của nó phải hơn 20 phân. Độ lắc thân, chuyển mình của cây hoa giấy là độ view hoành ra dáng siêu, cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên là tay tán thì mình phải điều chỉnh thêm. Đóng hoành nhưng mà cũng là siêu đấy. Đấy nha các bạn, có nhu cầu ra đây tận mắt chứng kiến cây hoa giấy rất đẹp. 120 triệu là anh báo giá, còn là các bạn ra đây xem xét nha, nhìn tận mắt để chiêm ngưỡng tác phẩm và có thể là yêu thích thì mặc cả với anh ấy. Vâng, tiếp nối đây là một cây hoa giấy rất đặc biệt, quay cho quý vị các bạn thưởng lãm nhé, cây hoa giấy.
này cho anh ấy nhá. Một cây hoa giấy phải nói là cũng dáng rất là điệu đà. Cây không chưa thành chậu nữa. Đây là một cây hoa giấy. Hoa giấy này màu gì anh? Sắc pháo. Sắc pháo à? Màu đỏ đấy. Màu đỏ hồng. Màu đỏ. Đỏ không phải đỏ sẫm đấy chứ không phải chứ. Một cây hoa giấy cũng rất là kỳ, nhiều nét chuyển thân. Đó rất đẹp. Chia sẻ cho quý vị các bạn xem. Rồi tiếp đến một cái khế. Cái khế này cũng dáng rất là điệu đà đây. Dáng nghịch. Khế này là khế cơm hay là khế chua hay là khế ngọt? Khế chua. Một cái khế dáng rất điệu. Nhưng mà làm khế cũng lâu lắm. Đây là khế gân. Anh tên gì nhỉ? Nam. Anh Nam à? Vâng. Đây là một nhà vườn tên anh Nam từ Đồng Nai vận chuyển các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật ra Mỹ Đình này. Hơn 1.000 cây số. 1.700 cây km mang ra đây. Phải nói là rất công phu để mà mang được ra thủ đô này. Cây này nhiều tiền không anh? Rồi cây khế này là 125 triệu nhé các bạn nhé. Có ai có nhu cầu, đây là một cái cây khế rất quái. Và quái này là quái mình không phải là quái gở nhá. Đây là quái kỳ mỹ đấy. Một 125 triệu anh vừa mới báo giá. Tiếp đến mình nhìn thấy là những gốc tùng Na Hán cũng rất công phu kỳ công. Đây quay sơ cho các bạn quý vị được biết. Đây cũng thấy một cây vú sữa có một cái đường thân bộ bệ và thân cũng rất là lạ dáng. Đặc biệt đây cây còn đang có quả. Cây đang có quả. Các bạn xem nhé. Đấy, cây vú sữa được báo giá tại coi như là treo của cây luôn 90 triệu. Đấy, số điện thoại của anh chủ tại cái vườn này trưng bày đây. Các bạn xin bước qua nhìn nhé. Ai có nhu cầu hãy điện thoại theo số điện thoại này. Vâng, đây là một tác phẩm Mai Chiếu Thủy, rừng Mai Chiếu Thủy. Vâng,
anh quay anh Thành anh để luôn cái giá ở đây. Rồi 180 triệu. Dương Mai Triều Thủy. Đây là một gốc khế tiếp, một gốc khế cũng rất to và nhiều thân, mang dáng dấp một quần tụ đây, một tác phẩm quần tụ. Đây giá đây